Xin chào mọi người, video này mình sẽ mô xe nội dung trailer tập 101, xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Cuối tập trước, chúng ta đã nhìn thấy một bức tượng được thức tỉnh. Đây chính là kim thân do phàm nhân nặn lên, hiện tại lại tỏa ra khí tức vô cùng sinh động. Sinh mệnh truyền vào lập tức sóng thần lực như biển, toàn thân có màu vàng ống, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Hắn ta đi ra ngoài đối mặt, toàn thân bộc phát uy nghiêm nhìn về phía thạch hậu, rồi tập trung về tiểu hồng. Chúng ta có thể nhìn thấy tiểu hồng đã hạ đờ ván con phi mãng. Thạch hậu thì vẫn thản nhiên nói chuyện, cậu tự hỏi đây thực sự là sinh linh của thượng giới sau. Do ý chí hạ xuống, còn con phi mãng kia cũng thuộc về thượng giới sau. Điều này dấy lên một câu hỏi, nếu như hắn ta đến từ thượng giới thật, vậy thì làm cách nào mà hạ xuống đây được? Tường Vàng cũng thừa nhận mình đến từ thượng giới và là người của thiền quốc. Hắn còn cho biết thêm, người muốn giết cậu thực sự rất lợi hại. Nếu giáo chủ tức giận, trời cũng phải khóc, đất cũng phải nát. Nếu muốn hạ giới thì chắc chắn sẽ có biện pháp. Tuy nhiên, sự đánh đổi cũng khó mà tưởng tượng nổi. Ba đại giáo là chủ Minh Thổ, bá chủ của ma quỷ viên, còn có chủ nhân của thiền quốc. Ba giáo cùng nhau xuất thủ để mở ra một khe hở hư không, rồi đưa hắn xuống đây. Điều này làm cho Thạch Hậu càng bất ngờ. Nếu như vậy thì hạ giới bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy cơ. Bức tượng lại cho biết, bởi vì cái giá đánh đổi là rất lớn. Minh chủ đã tổn thất mấy đại linh thần, tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo, mà mấy người đi trước hắn cũng đều bị tiêu diệt trong hư không, chỉ có mỗi hắn là người duy nhất thành công. Thiền quốc bọn hắn giống như tổ chức sát thủ, nguyện làm người say u sầu, có thể chém giết cường giả các tộc, đồ hóa linh hồn của bọn họ tiến vào thiền quốc. Sinh linh mà bọn chúng thường giết đều là nhen nhóm thần hỏa, giống như Thạch Hậu. Tuy tu vi không đủ, vậy nhưng hệ số độ khó thì đã đạt tới cấp mạnh nhất, cực kỳ hiếm thấy. Thạch Hậu thắc mắc thêm, cả ba đại giáo liên thủ chỉ để tới đây giết mình thì cái được lại không bù đủ cái mất, trả cái giá quá lớn, trừ phi là có thể tìm được vận may lớn nào đó ở hạ giới. Sau khi nói chuyện xong thì tượng thần cũng động thủ, chỉ tay về phía trước, phóng ra một chùm sáng màu vàng óng về phía tiểu hồng, và nhưng công kích đánh trúng tên phi mãng. Tiểu hồng lao lên không trung, tượng thần thấy vậy tiếp tục tung ra thần thông của mình. Một bàn tay của hắn hóa thành khổng lồ hướng thẳng lên không trung. Đúng lúc tiểu hồng gặp nguy hiểm thì một cây đậy bổng đen tuyền từ trong hư không lao ra rồi nện mạnh xuống, lập tức tiêu diệt bàn tay khổng lồ đó giúp tiểu hồng thoát vây. Người vừa xuất thủ chính là Mao Cầu, nhìn thấy một chim một khỉ xuất hiện ngay bên cạnh Thạch Hậu, tượng thần liền ngạc nhiên. Ai mà ngờ tới bên cạnh cậu cũng có sinh linh thứ hai đã nhen nhóm thần hỏa. Ở niên đại không có thần hỏa này, quả thật khó mà tin nổi những gì nhìn thấy trước mặt. Mọi thứ vượt qua dự liệu, hắn ta buộc phải tung ra toàn lực, cả người bùng phát ánh sáng. Một cái bóng màu vàng khổng lồ nhanh xuất hiện. Đây là một trong những bảo thuật chấn giáo của Tây Phương giáo. Mao Cầu cầm theo chiến kích thần quốc lao lên, Tiêu Hồng cũng xông tới, hai sinh linh bất diệt cùng nhau tấn công tượng thần. Thực lực của tượng thần rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một luồng ý chí hạ xuống để làm chủ một bức tượng thần mạ vàng. Dù là mạnh mẽ thì cũng phải có mức độ, nên bị Trần Quốc thần kích đâm xuyên nhiều lần qua thân thể, cuối cùng bị Mao Cầu và Tiêu Hồng chặt đầu. Nếu lần này Nam Chính không mang theo bọn họ, hoặc chỉ mang theo một người, thì có lẽ đã gặp nạn rồi. Kế tiếp, chúng ta lại nhìn thấy Hỗn Thiên Hầu. Trên tay lão đang cầm một thứ vũ khí kỳ lạ gọi là huyết ma thước, bộ dạng vô cùng tự tin. Lão thừa nhận mọi chuyện không có liên quan đến thôn thiền tước. Lão chính là đồng bọn với con phi mã kia, phụng lệnh của thượng giới tiêu diệt Thạch Hậu, sau đó sẽ thay thế cậu quản lý Thạch Quốc. Trên thực tế, Hỗn Thiên Hầu bị huyết ma thước ảnh hưởng, cuối cùng sa đọa biến trở thành người như vậy. Ban đầu Thạch Hậu còn định truyền ngôi cho lão, vậy nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện đáng tiếc này. Huyết ma thước là pháp khí thượng cổ, năm đó cũng chỉ là phế phẩm và được Hỗn Thiên Hầu đấu giá thành công. Hiện nay đã hoàn chỉnh, hiển nhiên đã được sửa chữa toàn vẹn. Phần đoạn kế tiếp, ta thấy được toàn thân lão bạo phát khí tức màu đỏ thẫm, đánh ra một chiêu cực mạnh, bầu trời nổi mây đen sấm chớp ầm ầm. Được biết, thanh ma thước kia phong ấn một tên ma thần. Đây không phải là người đang khống chế pháp khí mà là pháp khí đang khống chế người. Lấy huyết ma thức làm chủ và khống chế lấy Hỗn Thiên Hầu để chinh chiến với Thạch Hậu. Thạch Hậu và Tiêu Hồng cùng nhau lao tới, Hỗn Thiên Hầu cũng xuất thủ, lão ta lấy thân một mình chống lại ba cao thủ đương thời. Đoạn giới thiệu không cho chúng ta biết kết quả, vậy nhưng chắc chắn là kẻ ác sẽ không thể nào giành được chiến thắng rồi. Và vừa rồi là dự đoán nội dung tập 101, hãy cùng chúng mình dự đoán xem nội dung tiếp theo có thực sự xảy ra như vậy không nhé.